hướng tới kỷ niệm 78 năm ngày cách mạng tháng 8 thành công, ngày quốc khánh 2 tháng 9 và cũng nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống công tác tuyên giáo của Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng. Cuộc thi diễn ra từ ngày 17 tháng 7 đến ngày 6 tháng 8 năm nay. Cuộc thi được tổ chức theo 3 tuần thi, tuần thứ nhất từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 7, tuần thứ hai từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 7 và tuần thứ ba từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 6 tháng 8. Mỗi tuần thi, ban tổ chức sẽ đưa ra một số câu hỏi trắc nghiệm về lịch sử ngành tuyên giáo, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của ngành tuyên giáo, một số đặc trưng, yêu cầu, nhiệm vụ nổi bật của ngành tuyên giáo hiện nay. Đối tượng tham gia là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, các tổ chức chính trị xã hội, các tầng lớp nhân dân. Người dự thi truy cập cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tại trang thông tin điện tử tổng hợp báo cáo viên của Ban Tuyên giáo Trung ương hoặc trên các báo, tạp chí, trang thông tin điện tử có link liên kết cuộc thi.